Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ tư, ngày 14 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Quý Mão. Và đây là chương trình dự báo thời tiết cùng với đài truyền IBC TV. Mở đầu, mình đang xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Trong sáng ngày hôm nay thứ tư tại khu vực đi đô Sài Gòn, đầu ngày trời có mây, trưa ngày hôm nay trời có nắng và khuya ngày hôm nay trời xuất hiện nhiều mây. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 70 độ cho ban ngày, 60 độ cho ban đêm. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 40 phút, hoàng hôn vào lúc 8 giờ 03 phút chiều tối. Độ ẩm trung bình từ 73% tăng lên đến 83% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió di chuyển từ hướng Tây Nam với cường độ 11 dặm 1 giờ vào ban ngày, 9 dặm 1 giờ cùng hướng Tây Nam cho buổi tối ngày hôm nay. Và chỉ số của tia UV Index đạt ở ngưỡng 10 trên 10. Điểm qua thời tiết cho ngày mai tại khu vực này trong ngày thứ năm, trời có mây vào đầu ngày và trời có nắng vào giữa trưa ngày mai. Tối ngày mai, đôi lúc trời có nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất cho ngày mai tăng nhẹ ở mức vào khoảng 72 độ cho ban ngày, giảm xuống 59 độ cho buổi tối ngày mai. Sức gió với cường độ từ 9 đến 10 dặm 1 giờ từ hướng Tây Nam vào ban ngày, Tây Tây Nam vào ban đêm và bình minh ngày mai sẽ ló dạng vào lúc 5 giờ 40 phút. Sau đây sẽ là thời tiết ngày thứ tư cùng với đài truyền IBC TV ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.